Nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng điện thoại đang sạc thì phát nổ đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm. Và mới đây một chiếc smartphone đang cắm sạc bất ngờ phát nổ như bom. Lửa văng ra tung tóe ngay cạnh vị trí của hai em bé đang ngồi chơi, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi dùng mình. Cụ thể vụ việc này được camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc hai em bé đang ngồi chơi ở trong phòng khách. Thì bất ngờ chiếc điện thoại đang cắm sạc bên cạnh đó phát nổ kèm theo lửa văng ra tung tóe và tiếng nổ lớn như là bom khiến người mẹ ở phía sau trong nhà giật mình chạy lên và làm cho em bé một phen rất là hốt hoảng nhưng mà rất may mắn không ai bị thương trong cái tình huống như thế này. Và đoạn clip về vụ nổ như bom của smartphone đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và khiến nhiều cư dân mạng phải giật mình vì sự nguy hiểm. Nhiều người thì cho rằng nếu chiếc smartphone này có phát nổ khi có người đang sử dụng thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Và trên thực tế, dù không thường xuyên xảy ra, nhưng việc smartphone đang phát nổ trong khi đang sử dụng khi đang sạc hoặc là thậm chí khi không ai đụng đến là hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mọi chiếc smartphone